Tôi sẽ dùng cái túi này để cho cái phần thịt vào đây chúng ta nhồi cho nó dai ha, cho nó dẻo. Xin chào các bạn rất thân mến. Canh khổ qua là một món ăn rất đặc trưng của người miền Nam và không thể thiếu trong những dịp lễ Tết và đám giỗ. Họ thường nấu những cái món canh khổ qua này. Món ăn này thì các mẹ và các chị thực hiện cũng đã nhiều rồi. Nhưng hôm nay tôi xin mạo muội đưa ra cái cách riêng của gia đình tôi. Hy vọng rằng các bạn sẽ thực hiện thành công. Và các bạn nhìn thấy nè, nước rất trong luôn á. Khổ qua thì mềm, không có dai nha các bạn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện luôn. Để làm cái món canh khổ qua thì ở đây tôi có chuẩn bị một số các cái nguyên liệu, gồm có thịt. Thịt thì tôi dùng thịt nạc đùi, cái loại này là cái đầu rồng là nó mềm, gồm có cả mỡ nữa. Thì có nạc và mỡ vào đây thì cái nhân nó sẽ ngon, nó mềm và nó thơm. Các bạn có thể dùng nạc dăm hoặc là nạc đùi các loại ha. Và mua cái thịt xay sẵn cho nó tiện cũng được. Ngoài ra còn có hạt nêm. Đường thì có hai loại là đường phèn và đường cát. Một ít muối. Và tiêu. Thêm một ít nấm mèo vào cho nó giòn giòn, nó ngon. Và một ít nếm tàu. Vài trái ớt. Hành ngò để chúng ta nêm cho thơm. Và không thể thiếu đó là khổ qua. Thì ở đây tôi có một tí khổ qua là các bạn lựa những cái trái nó đừng có già quá mà nó cũng đừng có non quá. Cái gai nó nở ra nè. Và cái trái nó vừa vừa thôi thì mình làm thì nó sẽ ngon ha. Vâng, bây giờ trước tiên thì tôi sẽ đi làm sạch cái thịt này và chúng ta đem xay ra đây ướp ha. Miếng tàu và nấm mèo này thì các bạn cũng đem ngâm đi nha. Các bạn ngâm với nước ấm á. 500g thịt tôi đã cắt nhỏ ra như này để xay cho nó dễ. Nó có chút mỡ luôn nè các bạn ha. Các bạn có thể mua thịt xay sẵn để làm cho tiện. Với một tí khổ qua thì tôi dùng ở đây là 400g thịt xay. Nếu mà các bạn muốn pha thêm cá thác lát thì chúng ta dùng 100g, bớt đi 100g thịt nạc ha. Còn riêng ở đây là 100g, một lát nữa tôi sẽ khèo lên để nấu làm cái nước dùng á, nước lèo. Bây giờ thì tôi sẽ đi ướp các cái gia vị vào đây luôn nha. 1,5 muỗng cà phê hạt nêm, 7g, 1/2 muỗng cà phê muối, 2g, 3 muỗng cà phê đường, 15g. Cái canh khổ qua này nó hạt với đường lắm cho nên chúng ta ướp nhiều xíu. Và một chút tỏi băm, một chút hành tím băm, 3 cây hành lá cho vào đây ướp luôn nè các bạn cho nó thơm. Một muỗng cà phê tiêu 2g, 10g nấm mèo các bạn sắc sợi và chúng ta cắt khúc khoảng 2 phân như này. Miến tàu cũng vậy, cũng 10g luôn. 2 muỗng cà phê nước mắm 5g, 1 muỗng canh dầu ăn 8g. Các bạn có thể dùng dầu tỏi phi hoặc hành phi cho nó thơm thêm nữa. Bây giờ thì chúng ta trộn đều lên. Dầu ăn thì các bạn có thể dùng dầu mè hoặc là dùng dầu tỏi phi, hành phi cho nó thơm hơn. Tôi sẽ dùng cái túi này để cho cái phần thịt vào đây chúng ta nhồi cho nó dai ha, cho nó dẻo. Đó, sau khi mà các bạn là nhồi cho nó đều rồi ấy, thì các bạn gà nó mỏng ra như này ha. Chúng ta sẽ cho vào trong ngăn đá khoảng 15 đến 20 phút rồi đưa ra. Chúng ta làm nhồi lại như vậy nữa thì nó sẽ rất là dai. Làm mỏng như này để cho nó nhanh lạnh đó các bạn. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ các bạn đi làm cái nước lèo ha. Một muỗng canh dầu ăn,
Phần hành tỏi này hồi nãy tôi còn chừa lại nè. Thơm lên là được rồi, các bạn không cần phải cho nó vàng đâu. Để chúng ta cho 100g thịt vào đây xào. Xào như này cho cái thịt nó thơm lên nè các bạn. Và nó chín rồi thì các bạn cho nước vào đây. Một ký ngũ qua thì tôi dùng 3 lít nước. Và bây giờ thì tôi cho vào đây 2 muỗng cà phê muối 10g. Cái phần đường phèn hồi nãy á, các bạn cho vào lúc này luôn 20g. Dùng đường phèn á, thì cái nước nó ngọt mà nó thanh ngon lắm đó các bạn. Không có đường phèn thì các bạn có thể dùng bằng đường cát. Bây giờ cái nồi nước nó gần sôi rồi nè, các bạn mở nắp ra để tránh nó bị đục nước á. Mở nắp ra và các bạn canh hết vào. Bây giờ thì các bạn giảm lửa xuống nhé. Hồi nãy tôi để lớn lửa để cho nó sôi lên á. Bây giờ nó đã sôi rồi thì chúng ta giảm lửa đi và hớt những cái bọt bọt ở trên này nè. Để cho cái nước lèo nó trong. Cái nước này hồi nãy tôi mới cho vào đây 10g muối thì nó với 3 lít nước á, thì nó cũng đang là rất là lạt. Chúng ta nấu là lạt vậy thôi, rồi một lát nữa hầm á thì nó sẽ ra cái chất ở trong thịt á. Rồi thì nêm lại sau. Bây giờ thì các bạn cứ để nhỏ lửa như này nấu sôi liu riu rồi chúng ta đi chuẩn bị nhồi hổ qua ha. Các bạn dùng cái mũi dao nhọn á, chúng ta rọc thẳng cái trái hổ qua xuống đây. Đừng có rọc đứt cái đầu này luôn ha. Chúng ta dừng lại trước cái mũi đầu khoảng 5 ly á. Và lấy cái hột, tách lấy cái hột nó ra. Có thể dùng cái cán muỗng, tôi thì tôi hay lấy cái ngón tay để làm nó quen rồi. Làm nó nhanh mà mình nương được cái trái hổ qua nó không có bị bể. Tôi đã chuẩn bị cái nồi nước sôi để chúng ta trụng hổ qua nè. Bây giờ nó sôi rồi đó. Cho vào đây một muỗng canh muối ha. Cùng với một muỗng canh đường. Muối và đường nó sẽ giúp cho cái trái hổ qua nó xanh. Và bây giờ thì chúng ta thả hổ qua vào. Hổ qua thì tôi đã rửa sạch và lấy ruột ra rồi. Cái cuốn hổ qua này không có cắt ha. Các bạn có thể cắt bớt đi, nhìn cho nó gọn gàng thôi. Mình để nguyên như vậy. Khi nào ăn thì bỏ sau. Chờ cho nước sôi lên thì chúng ta sẽ vớt những cái trái hổ qua này ra cái thau nước. Vớt ra một cái thau nước. Nước mà các bạn dùng để rửa rau á, rửa rau hàng ngày á. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho những cái lá hành vào đây để trụng, chúng lát nữa chúng ta sẽ cột cái da trái hổ qua đó. Có thể không dùng hành cột cũng được, làm này là làm theo cái cách xưa, bây giờ thì có khi người ta cũng không cột nữa đâu. Đây là củ qua sau khi mà đã trụng nước sôi rồi, nó mềm lắm các bạn, mở banh nó ra rất là dễ dàng nè ha. Tha hồ mà làm sạch những cái phần trong này, hồi nãy thì mới có lấy được cái hạt ra thôi. Còn cái nồi canh củ qua mà muốn cho ngon á thì các bạn phải làm cái phần trong này nó sạch thì nó mới ngon nè. Cái này nó sẽ làm cho cái nồi canh củ qua nó bị đắng nhiều với lại nó dai lắm. Đó, các bạn tạo cho nó kỹ ha. Thì sau khi trụng rồi thì chúng ta làm cái phần việc này nó sẽ tốt hơn nè. Các bạn thấy không, cái trái hổ qua mình mở nó ra nó rất là rộng nè. Dùng cái muỗng nó mỏng á thì các bạn nạo nó sẽ dễ hơn. Đó, chúng ta làm sạch cái này, một lát nữa nhồi thịt vào đây á, nó sẽ thấm qua cái thịt hổ qua. Nó thấm đều vào trong cái thịt hổ qua, ăn nó ngon lắm. Nạo sạch đi á thì chúng ta hầm nó mềm nhanh ha. Để cái phần kia nó dai á. Nãy mà nếu mà làm thì nó sẽ dễ, rất là dễ bể trái hổ qua ha. Đó. Rồi bây giờ các bạn đưa ra ngoài để cho nó ráo. Các bạn úp xuống như vậy để cho nó khô ha. Thưa các bạn, thịt hồi nãy giờ tôi để trong canh đá và chuẩn bị các cái công việc ấy, thì bây giờ lấy ra nó cũng hơn 20 phút rồi đó. Bây giờ thì chúng ta nhồi lại lần nữa ha.
các bạn làm như vậy rất là dẻo luôn á. Nào, thịt bây giờ dẻo lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhồi vào trong cái hổ qua ha. Thịt bây giờ nó rất là dẻo nè các bạn. Bây giờ đó, các bạn chia đều ra ha. Thì với gia vị và các nguyên liệu vào đây nữa thì chia đều ra cho 10 trái, thì mỗi một trái khoảng cỡ 50 đến 52 gram. Cỡ này là vừa nè các bạn. Cái này thì đã hơi đầy đó, các bạn có thể bỏ bớt ra nếu mà không muốn cái trái hổ qua nó nở quá. Nếu mà khi mà các bạn làm xong nó hở khoảng cỡ 5 ly là vừa. Các bạn dùng cái cộng hành mà hồi nãy á, tôi trụng á, cột lại. Cột nghiêng qua bên ha. Rồi bây giờ cột xong rồi thì các bạn cho vào trong cái nồi nước lèo mà hồi nãy mình đã chuẩn bị á. Đó thì cái nồi nước lèo á, các bạn chuẩn bị nãy giờ nó cứ sôi liu riu như vậy ha, để cho nó ra cái chất ngọt trong thịt á. Bây giờ thì chúng ta làm xong rồi thì cứ cho hết cái khổ qua vào đây thôi. Bây giờ thì các bạn cứ nấu liu riu nhỏ lửa như thế này khoảng 40 đến 50 phút thì cái khổ qua nó sẽ chín mềm. Và lưu ý là các bạn nấu nhỏ lửa nhé, sôi liu riu thì mới giữ được cái màu khổ qua nó đẹp, nó sáng. Nếu mà nấu mà lớn lửa thì nước đục mà cái màu của cái trái khổ qua nó không có đẹp. Các bạn cho thêm vài quả ớt đập dập vào đây cho nó thơm nước. Khi các bạn nấu mà có kinh nghiệm rồi thì không cần phải canh thời gian đâu. Chỉ cần nhìn trái hổ qua và ngửi thấy cái mùi thơm ngậy của cái thịt cũng như là của hổ qua nó bay lên là chúng ta biết là nó đã chín rồi. Được, canh hổ qua của mình nấu được 50 phút rồi nè. Bây giờ thì nó rất là thơm luôn á, thơm ngậy luôn á, và cái hổ qua nó đã chín mềm lắm rồi đó. Tôi sẽ nêm thêm vào đây là 15 gram hạt nêm, 3 muỗng cà phê các bạn nhé. Và cái nồi canh này tôi không có cho bột ngọt, chỉ dùng đường, hạt nêm và muối thôi. Các bạn mà muốn ăn bột ngọt thì các bạn nêm thêm vào nha. Tuy không có bột ngọt nhưng vẫn đảm bảo được cái độ ngọt thanh, nhưng không có phải ngọt đường đâu các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái nước nó rất là trong luôn ha, mà nó thơm lắm. Tuy rằng nó không có dùng xương để hầm lấy nước ngọt, nhưng mà cái nước canh của qua nó cũng rất là ngọt và thơm. Vừa ăn lắm, nó vừa thanh thanh, rất là vừa ăn, không có mặn mà cũng không lạt. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp đi và cho một ít hành ngò vào đây cho nó thơm ha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra để thưởng thức là được rồi đó. Món ăn này thì các mẹ và các chị thực hiện cũng đã nhiều rồi. Nhưng hôm nay tôi xin mạo muội đưa ra các cách riêng của gia đình tôi, hy vọng rằng các bạn sẽ thực hiện thành công. Và các bạn nhìn thấy này, nước rất trong luôn á. Đó, mình chỉ lấy cái đũa mình vẽ nhẹ là nó đã ra rời ra rồi nè. Và nhìn ở bên trong thì nó rất là chắc chắn các bạn ha. Thơm quá à. Khổ qua mềm mà không có đắng. Cái thịt nó thấm vào trong cái miếng khổ qua, nó rất là thơm và nó vừa ăn. Với cái lượng đường mà mình đã sử dụng ở trong cái nồi canh này thì nó không hề ngọt. Cái vị nó ngọt nhẹ nhàng và thanh, rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.